Xin chào các bạn. Hôm nay mình sau 8 ngày xử lý cái ruộng dưa bị cái sương mai. Hôm trước mình có quay cho anh em xem á. Hôm nay mình lại trở lại thăm cái ruộng dưa đây. Và được cái thành quả đây các bạn. Đó, thành quả của ruộng dưa đây. Là dưa này đã ngoi lên tới quá nửa giàn rồi. Đây, dưa này gần lên tới đỉnh giàn rồi đây. Mà hôm vừa rồi cái sương mai nó đánh cho te tua đây. Đấy, mà rất là mừng, rất vui mừng vì mình đã có những cái sản phẩm tốt để mà giúp được cho bà con nông dân, cứu giúp bà con nông dân mình qua được những cái nốt khó khăn. Như các bạn đã biết là sương mai nó đánh rất là nhanh, nhưng mà hôm nay là đây mình qua thời gian là cái ruộng dưa leo này á, là sau khi mình xử lý cái sương mai á, sương mai dưa, cái ớt sừng 02 và cái Inter, thì khi mình xử lý xong ấy thì là dưa nó hết sương mai. Thì nó vừa hết bệnh sương mai xong là mình cho bài đánh cái canxi sau biển kết hợp với lại cái bạc 3000 của mình. Hiện nay mình đang có cái bạc 3000 để chuyên đánh trị cái bệnh khảm do virus đấy, nó diệt cái khảm virus do con rầy trắng gây nên. Kết hợp với lại cái chai canxi sau biển, là các bạn thấy là xịt vô là dưa nó có cái này này, cái đọt nó rất là dày, và mỗi một nách là một trái, mỗi một nách một trái này. Đó, mỗi một nách một trái mà cái đọt nó rất là mập nhỉ. Đó. Này. Đọt nó mập và cái lượng trái này các bạn thấy là dưa này, mỗi một nách một trái, là khi mình xịt cái canxi sau biển và cái bạc 3000 là nó giúp cho cái cây dưa của mình này. Đấy. Nè các bạn thấy không? Lá rất là dày, xanh đen. Nhưng cái ruộng dưa này ấy, là do bên chủ nhà ấy, là bón phân chưa đủ theo cái, vì chủ nhà chưa có cái kinh nghiệm nhiều làm dưa, cho nên là bón phân cũng chưa đủ cái lượng cung này. Các bạn thấy cái lượng cung ấy, mà cái phân ấy, mà khi mình cung không đủ ấy, là cái trái dưa của mình nó có hiện tượng bị hơi tóp đít. Đấy là do cái phân mình đi chưa có đạt theo yêu cầu. Đấy, còn các bạn thấy là sau khi xử lý, mình xử lý cái sương mai tới bây giờ có 7 ngày à, được một tuần nữa là mình quay lại thăm cái ruộng dưa, thì các bạn thấy là dưa nó đã rất là tốt này. Lá lên bên trên là vết bệnh nó đứng im luôn và không có thể lây lên trên. Cho nên là mình khuyên các bạn á, là nếu mà mình làm dưa leo á, tốt nhất là các bạn nên phòng ngừa cái sương mai này trước, chứ đừng để cái sương mai nó đánh nặng như cái hôm trước á, rồi các bạn mới mua thuốc về xịt thì nó rất là khó khăn, mà nó ảnh hưởng tới cái năng suất của mình rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái ruộng như ruộng đây, hôm trước mình có kêu anh em là làm cái ly lông căng đây. Đó, cái ruộng mà mình hôm trước mình nói đó là cái ruộng bên cạnh kia, các bạn thấy không, là bữa nay là dưa nó đã bắt đầu tàn rồi này. Đó, dưa chưa lên tới nóc lưới này, nó bị sương mai nó đánh tới ngọn luôn, là hư rồi. Đó. Đấy. Thế còn cái đám dưa bên này, thấy chưa? Là khi mình nhờ được cái ly lông này là nó giảm được tối đa cái vấn đề mà nó bị ảnh hưởng cái sương mai này. Thế là hôm nay mình cũng xin chia sẻ cho anh em để anh em biết được sau này mình có gặp vấn đề mà bị cái sương mai dưa như vậy á, thì các bạn cứ liên hệ mình. Số điện thoại là 0949 387968 để mình hỗ trợ cho anh em xử lý cái sương mai cho dưa. Thứ hai nữa là mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cái cách bón phân, cách đi phân để cho trái mình nó ít bị đèo, ít bị vụn. Và thứ ba nữa là mình hướng dẫn cho anh em để xử lý cái này này. Đấy, cái bệnh khảm do virus ấy, cái bệnh mà do cái con rầy trắng gây nên á, là các bạn cần phải lưu ý. Đó, cái con rầy trắng rầy này mình đụng vô là nó bay này. Đấy, sâu nữa này. Nên là
dưa leo thì nó có mấy cái điều cơ bản thôi. Một là sương mai, hai là bệnh chết dây, ba là bệnh khảm do virus, là những cái điều nguy hiểm nhất. Đấy, cho nên là các bạn là mình thấy là hôm nay mình chia sẻ cho cái anh em. Đấy, cái ruộng dưa này theo cái bờ này hôm trước là tệ nhất này, bệnh nó nặng nhất, mà đến bây giờ là vết bệnh nó đã ổn định lại. Này xịt cái sản phẩm canxi sau biển và cái bạc 3000 này, các bạn thấy là cái chèo nó ra rất là nhiều, nhưng mà ở đây chủ nhà nó cũng chưa có bắt được cái chèo này lên này. Chủ nhà này là cũng chưa có thời gian mà làm cái chèo, hắn còn để lòng thòng nhiều. Đó, như cái cây này này, những cái cây mà cái chèo nó ngã như này này là các bạn phải nên bắt nó lên, chứ các bạn để mà nó chèo nó ngã ấy, là trái nữa nó không có lớn. Cái này đây này, cái rầy trắng này các bạn. Đấy, mình soi cho các bạn xem cái con rầy trắng này này. Con này là con đáng sợ nhất đối với lại dưa này. Dưa leo mà các bạn chỉ có để mật độ rầy trắng này mà nó ở mật độ cao, chỉ một con rầy trắng nó chích thôi là nguyên cái cây này bị khảm luôn. Và khi cái cây nó bị khảm, nó bị vàng như thế này, nó vàng như thế này á, là nó sẽ không có năng suất. Đó, năng suất rất là thấp. Về cái vấn đề mà bón phân á, mình cũng thấy trên mạng anh em chia sẻ rất là nhiều về cái vấn đề bón phân đối với lại cái cây dưa này. Nhưng mà mình khuyên anh em này này, đối với lại dưa leo á, mình thấy là ban đầu các bạn nên bón lót cái hữu cơ, bón lót hữu cơ và dùng cái vi sinh thì nó sẽ hạn chế được cái vấn đề mà chết héo xanh. Đó, muốn mà dưa không bị cái chết héo xanh á, thì nên dùng nấm chico, phân hữu cơ và cái vi sinh xử lý ngay từ ban đầu là nó hiệu quả nhất. Thứ hai nữa là mình dùng cái cách bón phân đó. Cách bón phân của các bạn nó cũng quan trọng không kém. Ví dụ như bón phân đấy là trong cái giai đoạn mà bắt đầu khi nó có đang nuôi trái đó, là các bạn nên phải bổ sung thêm phân. Và trong cái thời điểm mà mình 32 ngày bắt đầu mình có hái lần đầu tiên đó, thì các bạn nên cung phân cứ 5 ngày, 7 ngày các bạn nên cung một lần. Và không cần cung nhiều đâu, các bạn chỉ cần dùng cái phân mà 30-10-10 á, các bạn cung cho mình là 15 cân. Còn nếu mà dưa mà mình nó chưa được tốt lắm thì mình cung khoảng 20 kg cho một công, là nó sẽ rất là hiệu quả. Và trái nó sẽ thẳng, nó không có bị đẹp. Thì hôm nay là mình cũng chia sẻ cho anh em về cái vấn đề cái quy trình làm một số cái dưa leo. Lần sau này mình sẽ đi và sẽ chia sẻ cho anh em thêm những cái clip sau. Và rất mong anh em là ủng hộ kênh, đăng ký và chia sẻ cho bạn bè để mình nắm bắt được những cái quy trình để trồng dưa leo nó hiệu quả. Xin cảm ơn anh em.